mình đang sơ thu. Sơ thu mình đón chào. Động vật nào ta hay tìm đi, tớ với bạn vui nào. Chào mừng đến sơ thu. Sơ thu mình đón chào. Nào hãy cùng nghe con vật kêu, thu lên nhỏ kêu này. Ông quá đi những chàng trai, ông quá đi những cô gái. Đó là con khỉ. Con khỉ rất là vui. 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 Chào mừng đến sơ thu. Sơ thu mình đâu chào. Động vật nào ta hay tìm đi, tớ với bạn vui nào. Ông quá đi những chàng trai, ông quá đi những cô gái. Đó là sư tử. Nghe sư tử gầm vang 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 vang. Nghe sư tử gầm vang 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 vang. Chào mừng đến sơ thu. Sơ thu mình đón chào. Động vật nào ta hay tìm đi, tớ với bạn vui nào. Ông quá đi những chàng trai, ông quá đi những cô gái. Đó là con voi. Là con voi to lớn hơn cái nhà, nhưng lại sợ con chuột bé tí bé tí. Chào mừng đến sơ thu. Sơ thu mình đón chào. Động vật nào ta hay tìm đi, tớ với bạn vui nào. Ông quá đi những chàng trai, ông quá đi những cô gái. Là hải cẩu. Hải cẩu bạn làm chi? 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 Chào mừng đến sơ thu. Sơ thu mình đón chào. Động vật nào ta hay tìm đi, tớ với bạn vui nào. Con nhện, tránh xa đi ông nhện. Wow, chuyện gì xảy ra vậy Caro? Những con nhện thật đáng sợ. Không, chúng không, chúng không thể làm tổn thương bạn. Chúng chỉ nhỏ bé và bạn lớn hơn rất nhiều. Nhưng chúng thật đáng sợ. Không, chúng rất thân thiện và chúng luôn đứng dậy khi bị ngã. Hãy xem này. Nhện in si win si chu, nó leo lên cái vòi. Và rồi cơn mưa cuốn cho nhện ta thoát ra. Mặt trời soi sáng hông khô từ cơn mưa rào. Và nhện insi winsi chu ta lại leo lên vòi. Nhện insi winsi này, nhện insi winsi này. Leo cao nào insi này, leo cao nào insi này. Tớ không biết, anh ấy trông vẫn hơi ma quá đối với mình. Không, anh ấy chỉ đang làm việc của mình. Nhện insi winsi chu nó leo lên cửa chuồng. Và rồi cơn mưa cuốn trôi nhện ta xuống sàn. Mặt trời soi sáng hông khô từng cơn mưa rào. Và nhện insi winsi chu ta lại leo cửa chuồng. Nhện insi winsi này, nhện insi winsi này. Leo cao nào insi này, leo cao nào insi này. Tôi đoán anh ấy thật dễ thương. Chắc là vậy. Và anh ấy tiếp tục leo lên. Nhện insi winsi chu nó leo lên cái cây. Và rồi cơn mưa cuốn trôi nhện ta xuống đây. Mặt trời soi sáng hông khô từng cơn mưa rào. Và nhện insi winsi chu ta lại leo cây rồi. Nhện insi winsi này, nhện insi winsi này. Leo cao nào insi này, leo cao nào insi này. Nhện insi winsi chu nó leo lên cái vòi. Và rồi cơn mưa cuốn trôi nhện ta thoát ra. Mặt trời soi sáng hông khô từng cơn mưa rào. Và nhện insi winsi chu ta lại leo lên vòi. Nhện insi winsi này, nhện insi winsi này. Leo cao nào insi này, leo cao nào insi này. Bạn nói đúng Nico. Những con nhện thật tuyệt vời. Đúng vậy. Và insi là người bạn tám chân rất yêu thích của mình. Thank you.
này các bạn, hãy chơi Johnny Johnny Vân Papa. Mình sẽ là Papa và các bạn là những đứa trẻ nhé. Nghe vui đấy. Được vậy đi. Johnny Johnny Vân Papa, đẹp cực đùa không ba à, chơi lớp học không ba à, nhanh đi bé ơi. Ha ha ha. Chào Johnny, chào Johnny, chào chào. Chào Johnny, chào Johnny, chào chào. Chào Papa, chào Papa, chào chào. Chào Papa, chào Papa, chào chào. Được rồi Nico, giờ bạn là cậu bé, hiểu rồi, ba. Johnny, Johnny, vâng Papa, bé không vâng lời, không ba à, nói dối nghe, không ba à, luôn tốt bé ơi. Chào Johnny, chào Johnny, chào chào. Chào Johnny, chào Johnny, chào chào. Chào Papa, chào Papa, chào chào. Chào Papa, chào Papa, chào chào. Yeah, tuyệt vời. Wow. Lần này cả hai người cùng nhau thế nào? Được rồi, Nico sẽ là anh trai. Tuyết, mình luôn muốn là một anh trai. Yeah. Johnny, Johnny, vâng Papa, tân nhà với anh con, không ba à, lấy bánh của anh con, không ba à, luôn là bạn, vâng thưa ba. Chào Johnny, chào Johnny, chào chào. Chào Johnny, chào Johnny, chào chào. Chào Papa, chào Papa, chào chào. Chào Papa, chào Papa, chào chào. Johnny, Johnny, vâng Papa, pha phách anh trai, không ba à, lấy hết đồ chơi, không ba à, luôn là bạn, vâng thưa ba. Tuyệt vời. Quên đi, chuyện gì vậy? Cục cưng, tội nghiệp của mẹ. Dạ. Đau này, gối con rất đau mẹ này. Đau này, ôm giúp con đi mẹ này. Đau này, ôi thật đau mà. Con có một vết thương đầy này. Ồ, đến đây nào bé con. Con yêu, không phải con cũng... Ôi thật đau mà bé con té đập vô đầu. Ôi thật đau mà hãy đưa bé ngay vô giường. Ôi thật đau mà... Ôi thật đau mà con có một vết thương. Tội nghiệp con. Vết thương này nào con yêu. Đau rồi té nên bé đau chân rồi. Đau rồi rất đau thật tệ chỉ biết. Đau này, ôi thật đau mà. Em có một vết thương tội nghiệp Suzy. Vết thương này đau mình nhẹ nhàng. Ồ không, mẹ cũng bị đau. Ôi mẹ đau rồi ngón cái bông đau rất nhiều. Đau thật đau mà mẹ thật là trẻ con. đau này, ôi thật đau mà vết thương cũng có đây này. Con thấy không? Vết thương này chúng ta làm yêu thương nhau nỗi đau sẽ không còn. Thương mẹ quá. Ồ, mẹ không sao,
mẹ có bác sĩ Vindy và một vài y tá sinh đôi giúp mẹ cảm thấy tốt hơn đó. Đúng rồi. Được rồi Vindy, ngồi trước TV vậy là đủ rồi. Đã đến lúc phải hoàn thành một số công việc nha. Nhưng mẹ, con không muốn đâu. Bây giờ đừng tranh luận với mẹ Vindy, tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm. Mẹ muốn con đến trường học thôi. Mẹ muốn con làm sạch hồ bơi. Con buộc phải tuân theo quy tắc và làm tất cả, nghe không? Con không muốn đi đến trường đâu. Hồ bơi con không muốn dọn đâu. Con không muốn làm theo quy tắc. Con chỉ muốn chơi thôi. Vindy, đừng nghịch ngợm như vậy. Nhưng mẹ, mẹ luôn nói với con rằng chúng ta phải nói làm ơn khi chúng ta muốn điều gì đó được thực hiện. Cố gắng lên nhé Vindy. Mẹ là mẹ của con nên con luôn phải làm như mẹ nói. Mẹ muốn con dọn phòng của con. Mẹ muốn con sử dụng chổi này, hoàn thành nó mặt không nhăn nhó. Hãy làm việc đó, nghe chưa? Con không muốn dọn phòng của con. Con không muốn sử dụng chổi này. Con không muốn dừng ngay nhăn nhó. Con chỉ muốn chơi thôi. Đến lúc làm bài tập. Con chẳng muốn đâu. Đi ngủ thôi. Con chẳng muốn đâu. Ăn rau đi. Con chẳng muốn đâu. Xếp vườn zin đi. Con chẳng muốn đâu. Đọc quyển sách. Con chẳng muốn đâu. Làm cho tốt. Con chẳng muốn đâu. Chà răng nhé. Con chẳng muốn đâu. Giờ đi ngủ đi. Con chỉ không muốn làm. Con không muốn mình ăn rau đâu. Con không muốn quần jean con xếp. Con chỉ muốn được xem tivi. Và con chỉ muốn ở không. Ok, điều này đang trở nên ngớ ngẩn. Mẹ sẽ làm gì với con đây? Mẹ biết rồi. Mẹ muốn con ăn một ít bánh. Mẹ muốn con luôn tỉnh táo nè. Có niềm vui ngồi xem tivi. Làm ơn làm nó đi con. Chẳng muốn đâu ăn vài cái bánh. Con chẳng muốn phải thức giấc đâu. Con chẳng muốn được xem tivi. Con chỉ muốn ở không thôi. Này mẹ, mẹ lừa con. Những cái cuối cùng là những gì con muốn làm. À, điều đó quá tệ phải không? Lẽ ra con nên lắng nghe. À, và có lẽ làm như con đã nói là rất khó. Dạ, đúng rồi mẹ. Con xin lỗi, con muốn trở nên tốt. Đó mới là con gái của mẹ. Này các bạn nói gì hôm nay chúng ta đi phiêu lưu phải không? Ừ, đi công viên hoặc sở thú. Nathan, cậu có thể yêu cầu mẹ đưa chúng ta đi. Mình không biết nữa các bạn, hôm nay mẹ có vẻ rất bận. Thôi nào Nathan, bọn mình muốn đi chơi. Được rồi, mình sẽ cố. Mẹ ơi! Chúng con muốn đi chơi mẹ này. Không mẹ ơi. Chúng con chơi slam được không đấy? Không không nào. Kẹo bánh chúng con ăn nhiều. Chẳng có cho. Đi mà mẹ, chúng con có thể không? Mẹ nói không. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Đi mẹ. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Là không. Ồ các cậu, mẹ mình không bao giờ cho chúng ta đi bất cứ đâu. Này, có lẽ mình có thể thử hỏi và xem điều đó có giúp ích được không? Ý kiến hay, chúc may mắn. Bài tập con chẳng muốn làm. Không bé ơi. Ăn thật nhiều món tráng miệng ngon. Không không nào. Chúng con muốn chơi bowling. Chẳng có cho. Thậm chí là đi dạo. Mẹ nói không. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Đi mẹ. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Là không. Chẳng còn hy vọng gì. Chờ đã, để mình thử. Mẹ không thể cưỡng lại sự hấp dẫn và dễ thương của mình. Ở đây không có gì.
chúng con xem phim nha mẹ. Không bé ơi, có thể u sinh tố này. Không không nào, ngủ qua đêm thế nào. Chẳng có cho chơi lang thang bên ngoài nhé. Mẹ nói không. Kem thì thế nào mẹ? Nà à, đi chơi với đội bóng đá của con. Không, chúng con thức khuya được không? Không đời nào. Đi ra ngoài công viên và chơi. Không 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 mà. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Đi mẹ. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Là không. Rồi, mình đoán mọi thứ đã an bài, không có cuộc phiêu lưu ngày hôm nay cho các bạn. Các con, mẹ đã hoàn thành công việc của mình. Món kem đó thì sao? Thật ước, tuyệt vời.